Tắt chín. Sạc. Yeah. Ủa, ông bắn đâu rồi, Bụi Tộc? Dạ, đi ra ngoài rồi. Đi đâu? Không biết. Tôi trả hết nợ cho ba rồi đó. Lát qua bên đó xin nghỉ gì? Không làm gì nữa hết, tôi nuôi. Có gì hả? Ê, ê, ê. Mở hôn có gì đâu không? Chứ miệng mày bếp sao nó hở, sơ hở là mày câu. Mày mắc gì ba nó? Mắc gì la nó? Rồi rồi nó không nói rồi ba tính giấu tụi tới bao giờ? Cái nợ đó là nợ riêng của tao, thì mày để tao tính với bả đi, tự nhiên mày qua mày trả chi rồi mày kiếm chuyện tao. Mày nhìn cái băng đô trên đầu của ba kìa, đó tự tính nó thành ra vậy đó. Người ta đánh trên đầu trên cổ mình vậy mà cũng một binh cho được. Hồi lúc có tiền á thì rảnh lắm, kéo quy dòng họ với quê của mình lên đây, rồi cho đất người này cho đất người kia, rồi giờ người ta có nhà có cửa ngon lành rồi, rồi giờ hên hên sao mình phá sản, rồi á mình nghèo hơn người ta. Rồi người ta không giúp đỡ gì mình hết. Rồi người ta nó nặng, nó nhẹ, người ta coi như con mỡ. Và đụng tới là bình, đụng tới là nhịn. Trời ơi, tâm lý gì kỳ á. Đúng rồi đó hai. Hồi nãy khi mà anh còn nói em là con rơi của ba nữa. Ồ đúng vậy hả? Rồi ai biểu mày qua bên đó làm gì cho ta chửi? Mày cũng y khuôn ổng mà ha. Đi qua bên đó người ta xỉ nhục, rồi cái giận chút xíu cái bỏ về, rồi xong rồi cái hết giận tung tăng qua đó chơi tiếp. Ê ê ê, mày đừng có xúi giục người nhà không mà quán người lớn người ta nói không đúng thôi mày lướt qua đi, họ phải kiếm chuyện lợi mày nhịn câu mày chết. Ủa bộ người lớn đó phải nhịn đó bà. Ôi, ba, ủa tại sao phải nhịn, tại sao phải nhịn, hay là người ta nói đúng quá. Ê ba, đây con hỏi thiệt nha, ba có nhẹ nhẹ ở đâu ra nói không vậy? Chứ tôi là tôi thấy nói giống ba rồi đó. Nó nghe tao ịnh cái đích này vô miệng mày. Tao là ba mày mà mày còn nói vậy đó, người ngoài ta nói sao có được, mày anh đó mà mày nói vậy. Mày không sợ nó buồn mà? Ủa chứ rồi bây giờ tôi nói nó buồn rồi bên kia nói nó không buồn. Ủa gì ngược đời ấy? Mà từ nhà bây giờ con ánh nó khùng nó kể nó đi. Bà kia bảo là bác mày cũng là gì mà con bán là gì? Con bán con bán là em. Quán Quán à, cái miệng mày nhiều chuyện nhất cái hành tinh này.